Đây là nghệ sĩ Thanh Ngân của anh chị đang đang vừa mới tới nè. Các chị ha. Nghệ sĩ Thanh Ngân và các nghệ sĩ cũng lại để gặp nghệ sĩ Vũ Linh lần cuối. Quen của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Nguyễn chị hiện tại còn khoảng 2 tiếng nữa thôi cũng đã đến giờ tận thì trên nắp áo quen thì có trang trí những cái hoa và cái bên gì hả fan sau việc hả giống công ty luôn hả? Giống như này khoa này để hỗ trợ điều tiết giao thông hay là giữ an ninh ở đây vậy nè. Này rất là nhiều hoa tươi nè. Ở đây là có một cái ảnh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của anh chị. Tại vì đây là cháu khó nè. Khó của Vũ Linh của chị ha, nó hơi nhè tại vì điện thoại chọc quá, nó ấy nó hơi nhè quá chị. Hiện tại là một máy bà dân dân bà con mình cũng rất là đông ha, rất là đông luôn. Cho một người. Đây là cái hình của gia đình Tài Linh Việt Cường vô cùng thương tiếc. Cái ảnh này là bên nghệ sĩ Tài Linh với Jen Hà Việt Cường ở bên Mỹ làm hiện tại cái nắp áo quen của nghệ sĩ Vũ Linh cũng đang trang trí những hoa này ở trên đó của anh chị. Đấy, cái áo quen thì mười mấy người bê luôn anh chị, rất là nặng, 12 người bê. Ở đây là một người mặc áo trắng là nghệ sĩ Vũ Linh của anh chị. Áo trắng từ sáng tới giờ là ở đây chứ không đi đâu ha. Đó, thì em chia sẻ tại vì được cái lưng ở đây của anh chị cho nên là cũng không thấy, cũng mong anh chị xem thông cảm, chọc cùng tất cả anh em đây cũng không thể nào bước vô để mình chia sẻ. Đây là có lẵng hoa nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và rất nhiều lẵng hoa của nghệ sĩ và đồng nghiệp đến để mà viếng. Ở bên hông đây cũng có mấy cái lẵng hoa để bên sông hông này của chị. Rất là nhiều nghệ sĩ ở trong, khuya rồi. Còn 2 tiếng nữa thôi. Còn 2 tiếng nữa thôi anh chị. Căng dây bên khoan sau đó là căng dây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
áo quan của nghệ sĩ đang chùm màu đỏ đó anh chị. Cái nắp áo quan thì để ngoài này, chưa biết sao vận chuyển tới hai lần á, những fan sao Việt đến đây để mà căng dây để hỏi người đi tới lui ha, để căng dây trong phạm vi anh em nào vô được thì vô, còn những người ngoài thì sẽ ở khu vực ở ngoài thôi. Đó. Thi thể của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là đang nằm trên cái phòng này của anh chị. Đúng giờ sẽ mang xuống đây và tặng tại nơi này. Đó, tặng nơi này của anh chị. Áo quan đang chùm màu đỏ của anh chị ha. Còn cái áo quan thì cái nắp áo quan thì đây đang nằm ngoài đây đây. Cái áo quan thì 12 người bê đúng không chị? Rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là một trong mấy rồi, nhưng mà người dân mình lại lại đây rất là đông luôn. Rất là đông. Đấy, chắc có thể là bà con mình thức sáng đêm để mà tưởng nhớ đến nghệ sĩ Vũ Linh của anh chị. Đó, rất là đông ngồi ở đây để chờ phút giây tẩm nghệ sĩ Vũ Linh ha. Và quý bà anh chị xem hay ủng hộ Chọc bằng cách đăng ký kênh ha, để lọc kênh của Chọc càng ngày phát triển, để truyền tải những cái nội dung và những tin nóng và trên Chọc biết gì, và Chọc sẽ chia sẻ những cái video hữu ích và mới mẻ để gửi đến cho quý bà của chú anh chị. Hiện tại các anh em YouTube từ các miền cũng đổi ra đây rất là đông. Của Vũ Linh nằm trên này anh chị. Ca sĩ Huy Sang với những lẫn hoa nè. Nghệ sĩ con Huệ Hồng Vương. Và đây là lẵn hoa của công trình lẵn hoa công trình kính viếng ca sĩ Hy Sang. Rất là nhiều lẵn hoa của nghệ sĩ ở đây. Ở đây có vô cùng thương tiếc có tên nghệ sĩ Vũ Linh, ca sĩ Mỹ Tâm. Đây lẵn hoa ca sĩ Mỹ Tâm. Biết là những anh chị em nào, tại vì không biết phải cái chị đi trước giống Thanh Ngân quá không ta? Thanh Ngân phải không? Chị đi trước như Thanh Ngân á, hình như là nghệ sĩ Thanh Ngân mới vừa vô anh chị, nghệ sĩ Thanh Ngân. Đó. Đây là nghệ sĩ Thanh Ngân của anh chị đang vừa mới tới nè. Các anh chị ha. Nghệ sĩ Thanh Ngân và các nghệ sĩ cũng lại để gặp nghệ sĩ Vũ Linh lần cuối. Hiện tại
đi lên lầu, lên nơi chỗ thi thể, nơi chỗ thi thể của Lũ Linh đúng không chị? Đó, và đang lên lầu. Mình qua bên kia là đường cho xe đi qua rồi. Hay nào? Cái anh mà áo đen đó là anh đóng hài nè, không biết tên, không nhớ tên nè. Anh áo đen là tên gì? Xem nhiều lắm mà không biết, không nhớ tên. Chúng ta sao là trường Covid nha anh em. Hiện tại nghệ sĩ nhân dân Thành Ngân vào biến bên trong. À, giờ đi lên trên lầu rồi. Đi lên. Và hiện tại cái nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân cũng đang đến cái phòng này, là nơi mà để thi thể của nghệ sĩ Vũ Linh đúng không chị? Cái phòng này đây. Đó. Đó trên đây. Và không thể nào mà thấy được anh chị. Đó cho nên là không thể nào mà thấy trên đó được. Thì cũng còn tiếng mấy nữa thôi, đợi đến giờ là đến giờ tận. Đây là cái Nga, không biết nghệ sĩ em có hài nhiều lắm mà không nhớ tên của anh chị, không nhớ tên được ha. Đó là nghệ sĩ hài của anh chị. Dạ, anh chị nào xem kênh Chọc mà chưa đăng ký hay đăng ký ủng hộ Chọc và like và chia sẻ với Chọc nha. Dạ, thì clip em đến đây kết thúc, để đến giờ mà tận thì em sẽ chia sẻ đến cho quý bà anh chị tiếp theo. Dạ, bye bye của anh chị ạ.